Minh Khoa đã cho tự do xin kính chào quý khán thính giả Sau đây là thời sự ngày 12 tháng 6 năm 2024 Ameri Group bị phạt do đằng bản đồ Việt Nam không có hoàng sa trường sa Tổng giám đốc VEAM Phan Phạm Hà bị bắt tạm giam Cựu phó phòng bộ trưởng công an bị án tù 4 năm vì bảo kê sòng bạc Bắc Cạn, bắt Bí Thư và Chủ tịch xã lập khống hồ sơ chi tiêu sai 700 triệu đồng công ty trách nhiệm hữu hạn Ameri Group vào ngày 11 tháng 6 bị Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hà Nội phạt hành chính do đăng hình ảnh bản đồ Việt Nam không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mức xử phạt là 40 triệu đồng. Thông tin vi phạm phải gỡ bỏ và tên miền amerigroup.vn bị thu hồi. Truyền thông nhà nước loan tin cho biết, vào ngày 10 tháng 6 vừa qua, tạp chí thương hiệu và công luận có bài viết Amerigroup tăng bản đồ không có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa để quảng cáo kẹo dẻo ngủ ngon IHMS. Ameri Group thừa nhận tin trên tạp chí thương hiệu và công luận và đồng ý với biện pháp xử phạt của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Ông Phan Phạm Hà, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam VEAM vừa bị Công an thành phố Hà Nội bắt giam với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo truyền thông nhà nước, Cùng bị bắt giam với ông Hà còn có ông Nghiêm Trọng Thăng, phụ trách văn phòng của VEIM với cùng cáo buộc. Theo kết luận điều tra của công an, được báo trong nước trích đăng, ông Phan Phạm Hà đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới kê khống giá trị hợp đồng, chỉ đạo lập hồ sơ thanh toán chi phí tiếp khách sai quy định, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho tổng công ty VEIM. Hai cấp dưới của ông Hà là Thái Đức Minh, trưởng ban kinh doanh và phát triển thị trường Nguyễn Thị Mai Hương, kế toán trưởng và nhiều nhân viên mua sử dụng hóa đơn tiếp khách khống để rút tiền của tổng công ty gây thiệt hại cho tổng công ty VEAM là hơn 1 tỷ đồng. Hiện ông Thái Đức Minh và bà Nguyễn Thị Mai Hương đã bỏ trốn và công an thành phố Hà Nội đang truy tìm. Bị cáo Lường Tiến Quân sinh năm 1981, cựu phó phòng cục cảnh sát hình sự Bộ Công an khu vực phía Nam, phụ trách địa bàn tỉnh Khánh Hòa, về lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội, bị án tù 4 năm. Bị cáo Nguyễn Minh Hải, sinh năm 1973, cựu cán bộ Bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh, bị án tù 5 năm 6 tháng về tội tổ chức đánh bạc và 2 năm tù về tội đưa hối lộ. Ngoài ra, ông Lường Tiến Quân còn bị phạt bổ sung 50 triệu đồng. Bị cáo Lường Tiến Quân bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa xác định đã nhận 420 triệu đồng bảo kê cho sòng bài poker của bị cáo Nguyễn Minh Hải. Trong số những bị cáo hầu tòa lần này, có một người Hàn Quốc có tên Ham Hae Chu, 48 tuổi, đã bị cảnh sát Hàn Quốc truy nã quốc tế về tội trộm cắp tài sản. Người này bị tuyên án 3 năm 6 tháng tù và bị trục xuất khỏi Việt Nam sau khi chấp hành xong án phạt. Theo cáo trạng, từ ngày 7 tháng 6 năm 2022 đến ngày 2 tháng 2 năm 2023, nhóm người này đã thu lợi bất chính từ hoạt động chơi poker thắng thua bằng tiền tại Joker Club gần 6 tỷ đồng. Ông Ma Duy Phi Hùng, Bí thư Đảng ủy và ông Nông Minh Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Lạc, tỉnh Bắc Cạn bị bắt tạm giam với cáo buộc lập khống hồ sơ chi tiêu sai quy định 700 triệu đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Cạn được truyền thông loan trong ngày 11 tháng 6 đã đồng thời khởi tố hai ông Hùng và Hải để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái công vụ cùng bị khởi tố với cùng tội danh của hai ông Hùng và Hải. Còn có bà Hoàng Lệ Mỹ, công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường của xã Xuân Lạc. Bà này bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo kết quả điều tra, năm 2019 đến năm 2021, hai ông Hùng Hải và bà Mỹ đã lợi dụng chức vụ quyền hạn lập khống hồ sơ chi tiêu sai quy định nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng được cấp trong các năm 2019 2020 và 2021, gây thiệt hại ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 700 triệu đồng. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tin tức của OFA tiếng Việt.